Chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2013. Đến nay, doanh thu của Nu Skin Enterprises Việt Nam đã cán mốc 15 triệu đô la. Doanh nghiệp này còn đưa ra nhiều kế hoạch cho thấy mục tiêu phát triển lâu dài tại thị trường này. Hôm 15 tháng 3, công ty Nu Skin Enterprise đã tổ chức lễ kỷ niệm một năm hoạt động tại thị trường Việt Nam. Theo công bố, trong năm đầu tiên, công ty này đã đạt mốc doanh thu 15 triệu đô la Mỹ. Trong năm 2014, Nu Skin Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 33%, đạt mốc 20 triệu đô la Mỹ. Nu Skin chính thức khai trương văn phòng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 năm 2013. Chỉ 3 tháng sau, doanh nghiệp này đã mở rộng hoạt động ra phía Bắc bằng việc khai trương chi nhánh tại Hà Nội. Nói về sự phát triển nhanh chóng tại thị trường Việt Nam, bà Melissa Tantoko-Kiano, chủ tịch điều hành Nu Skin khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương cho biết, đó là nhờ vào sự thành công của dòng sản phẩm AgeLock. Chúng tôi rất tin tưởng vào thị trường này. Hiện tại chúng tôi mới chính thức hoạt động tại Việt Nam, nhưng những thành tựu ngay từ năm đầu tiên cũng khiến chúng tôi rất vui và hài lòng. Cho nên chúng tôi mong có thể làm việc với các đối tác Việt Nam trong nhiều năm tới. Không chỉ thúc đẩy doanh số, Nu Skin Việt Nam cũng rất chú trọng đến việc đào tạo cho hệ thống phân phối. Chúng tôi có nhiều tiềm năng tại thị trường Việt Nam, chúng tôi đến đây với chiến lược lâu dài. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các nhà phân phối để đảm bảo rằng có thể phát triển được tại thị trường này. Chúng tôi sẽ huấn luyện họ để không chỉ hiểu rõ hơn về ngành kinh doanh mà còn hiểu được cả văn hóa của công ty. Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ ở đây lâu dài. Điều này rất quan trọng để họ yên tâm làm ăn theo đúng cách cũng như theo đuổi những giá trị của công ty. Ngoài ra, Nu Skin Việt Nam còn thông qua quỹ phẫu thuật tim dành cho trẻ em Đông Nam Á thuộc tập đoàn Nu Skin Toàn cầu, thực hiện trách nhiệm xã hội tại Việt Nam. Theo đó, ngay từ khi đặt chân vào thị trường Việt Nam, quỹ này đã trao tặng 200 triệu cho tổ chức Đông Tây Hội Ngộ và cứu sống được 6 trẻ bị tim bẩm sinh tại Việt Nam. Trong buổi kỷ niệm một năm hoạt động, Nu Skin Việt Nam còn trao tặng thêm 1 tỷ đồng cho quỹ Đông Tây Hội Ngộ, cũng như kêu gọi các nhà phân phối tham gia đóng góp 1% hoa hồng mỗi tháng để thực hiện mục tiêu cứu sống 2 trẻ em mỗi ngày. Được biết, Nu Skin là công ty bán hàng trực tiếp toàn cầu về các sản phẩm trong lĩnh vực chăm sóc da, chống lão hóa và thực phẩm bổ sung, có trụ sở tại Mỹ. Hiện Nu Skin đã có mặt tại 53 quốc gia trên thế giới, với doanh thu đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2013. Trong những năm gần đây, Đông Nam Á, Thái Bình Dương là thị trường phát triển mạnh của tập đoàn này, với doanh số tăng trưởng 7 năm liên tục.